Vâng, để kết nối bluetooth với đầu cáp quad đo theo dõi phối kính phối kết collimator lens, kính bảo vệ trên bảo vệ dưới thang máy năng lượng ga. Đầu tiên mình sẽ vào bluetooth và thiết bị lên tìm kiếm thiết bị mới. Mỗi đầu cắt nó sẽ có phân ra là 12 kW, 22 kW, 24 kW, thì phía sau này là số series của đầu cắt. Mình sẽ tìm đúng cái tên của đầu cắt của mình kết vào. Thông thường nó sẽ yêu cầu mật khẩu thì mình nhập 1234. Sau khi đã kết nối được, nó đã hiển thị trên này kết nối thành công rồi á. Mình tiếp tục mình vào app ứng dụng. Đây mình có 3.0 hay là 4.0. Rồi mình vào tiếp góc phía trên bên phải kết nối device, tìm thiết bị mình vừa kết nối, nhập vào, click vào. Ở app 4.0 á thì nó có thể đo luôn cả phản hồi hồ quang, các cấp nhiệt độ khác nữa. Thì cũng kết nối với nút 3 chấm tìm thiết bị. Này là xong. Có thể hiển thị và mình xem theo dõi được nhiệt độ ở đầu cắt bên trong như thế nào.